Kính chào quý khán giả đang đón xem Sống An Lạc. Các bạn thân mến, những hình ảnh rất thư thái mà chúng ta thường bắt gặp vào sáng sớm hoặc là khi xế chiều ở các công viên, sân chơi khu tập thể, nhà văn hóa chính là hình ảnh các cụ già xếp hàng cùng nhau tập thể dục dưỡng sinh. Dưỡng sinh thì giúp rèn luyện sức khỏe, hạn chế bệnh tật, gia tăng tuổi thọ, đó là điều mà người trẻ, người già chúng ta đều nhận thấy. Tuy nhiên thưa quý vị, bên cạnh những giá trị cao quý về mặt sức khỏe, phép dưỡng sinh còn rất được coi trọng bởi một ý nghĩa đặc biệt khác mà không phải ai cũng nắm được điều này, đã được các lăng y xưa đúc rút kinh nghiệm và lưu truyền lại cho đến ngày nay. Ý nghĩa đặc biệt đó là gì? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu trả lời trong ít phút của Sống An Lạc hôm nay. Dưỡng sinh là một phương pháp tự luyện tập di dưỡng sinh mệnh, có nghĩa là bồi bổ cho sảng khoái về tinh thần, giữ cho tinh thần luôn vui vẻ, tăng cường thể chất, phòng ngừa bệnh tật, từ đó đạt được kéo dài thọ mệnh. Nói một cách tổng quát, dưỡng sinh có nghĩa là tu dưỡng sinh mệnh. Dưỡng sinh tinh thần nghĩa là thông qua các phương pháp như di dưỡng tâm thần, điều chỉnh tình cảm và ý chí, điều chỉnh sinh hoạt hàng ngày để đạt được mục đích chăm sóc sức khỏe, giảm thiểu bệnh tật và kéo dài thọ mệnh. Đầu tiên, trong phép dưỡng sinh của người xưa, vấn đề tu dưỡng đạo đức được đặt ở vị trí cao nhất. Vì người có nhân đức thì trong lòng bình yên, tâm lý cân bằng, ổn định và ý chí không rối loạn. Nhờ đó, âm dương luôn luôn cân bằng, khí huyết luôn luôn điều hòa, nên chính khí đầy đủ và bệnh tật không thể phát sinh. Đây là một trong những điều kiện quan trọng nhất để có thể khỏe mạnh và trường thọ. Từ xưa tới nay, phương pháp dưỡng sinh của Trung Y luôn coi trọng tu dưỡng về tinh thần. Trong Hoàng đế Nội Kinh có câu, điềm đạm hư vô, chân khí tòng chi, tinh thần nội thủ, bệnh an tòng lai. Có nghĩa là điềm đạm hư vô thì chân khí sung túc, tinh thần vững vàng thì đẩy lùi bệnh tật. Dưỡng sinh trước tiên cần chú trọng tu dưỡng về tinh thần. Đạo gia cũng nhấn mạnh làm người cần có những mỹ đức tốt đẹp như thiện lương, trung thành, biết yêu thương, hữu hảo, nhân từ, đồng cảm và sẵn lòng giúp đỡ. Thứ hai, một trong những phép dưỡng sinh hiệu quả đó là dưỡng thận. Bậc cao nhân xưa xem tinh, khí, thần như tam bảo của sinh mệnh. Có tam bảo này mới có thể trở về bản tính vốn có của sinh mệnh. Muốn dưỡng sinh trường thọ thì cần giữ gìn ba yếu tố này và muốn trị bệnh tận gốc phải trị từ tâm. Tinh gồm có tinh tiên thiên do cha mẹ sinh ra và tinh hậu thiên do ăn uống, hít thở khi đi vào hệ thống kinh lạc sẽ chuyển hóa thành khí là năng lực nội sinh. Thần là trạng thái cao nhất của năng lực nội sinh, khi mà khí được vận chuyển, lưu thông suốt khắp vòng chu thiên, có thể so sánh chức năng như vòng tuần hoàn máu. Tuổi thọ một người dài hay ngắn còn liên quan chủ yếu là tới thận. Tinh khí của thận cũng giống như nguồn năng lượng cơ thể. Nếu như biết sử dụng một cách tiết kiệm và dự trữ đầy đủ thì thời gian dùng sẽ lâu dài, sẽ dễ được trường thọ. Nếu nguồn năng lượng bị thiếu hụt, lại không biết cách điều tiết kiềm chế, tất nhiên sẽ làm tuổi thọ của mình rút ngắn. Hải Thượng Lãn Ông cho rằng khí thuộc dương, khi thai nhi trong bụng mẹ được khí huyết của mẹ nuôi dưỡng, sau khi sinh ra được thức ăn, đồ uống nuôi dưỡng, khi ăn uống vào vị, tức là dạ dày, vị sẽ làm chín nhừ thức ăn. Các tinh chất đó được vận chuyển hóa xuống tiểu tràng, tức ruột non để thanh chọc biến thành khí. Khí ấy được chuyển sang tỳ, tức là tuyến tụy để hóa thành tinh khí. Tinh khí được nạp vào thận gọi là tinh, thận tàng tinh. Tinh ấy được thận hóa thành chính khí và nguyên khí, nguồn tinh khí sinh ra từ ngũ tạng trong quá trình sinh sống, chủ yếu là tinh khí sinh từ lách. Nguồn tinh khí sản sinh từ hậu thiên này nếu có thể bổ sung đầy đủ sẽ giúp tinh khí thận dồi dào, sức khỏe của bạn mới có thể kéo dài. Thứ ba, dưỡng sinh là dưỡng khí huyết. Khí huyết là nguồn gốc của vạn mệnh. Đông y thường nói khí là bậc thầy của huyết, huyết lại là mẹ của khí. Khí thúc đẩy sự lưu thông của huyết, huyết nuôi dưỡng sự dồi dào cho khí. Nếu như ví cơ thể con người như một cái cây thì khí đơn giản hiểu chính là ánh sáng mặt trời, còn huyết là mưa, là sương. Cả khí và huyết tồn tại cùng bù đắp cho nhau. Cơ thể con người dựa vào khí huyết để dưỡng sinh, khí hành, huyết hành, khí trệ, huyết ứ. Khí huyết đầy đủ và vận hành thông suốt mới có thể sống khỏe và trường thọ, nếu không thì dễ mắc bệnh. Chỉ cần khí huyết lưu thông hòa hợp,
cơ thể người tự nhiên sẽ không xuất hiện vấn đề. Bởi vậy, đông y mới nói điều quan trọng nhất của dưỡng sinh là dưỡng khí huyết. Tất cả mọi phương pháp điều chỉnh những vấn đề sức khỏe của cơ thể đều dựa vào bồi bổ khí huyết, hoạt huyết lưu thông khí huyết để thực hiện. Thứ tư, dưỡng sinh cần chú trọng kinh lạc thông hành. Khí huyết thông qua các kinh lạc để vận hành. Nếu khí huyết không lưu thông bị tắc nghẽn ở đâu đó thì cần phải khai thông kinh lạc. Bởi vậy, đông y nhấn mạnh tới việc khai thông kinh lạc. Đối với cơ thể người, kinh lạc có khả năng cân bằng âm dương cũng như dinh dưỡng toàn thân. Trong Hoàng đế Nội Kinh có viết, kinh mạch giả, sở dĩ năng quyết tử sinh, sử bách bệnh, điều hư thực, bất khả, bất thông. Có nghĩa là kinh mạch có thể quyết định sự sống chết để chẩn đoán mọi bệnh, còn dùng nó để điều hòa hư thực, làm quy tắc chỉ đạo lâm sàng. Bởi vậy, học thuyết kinh lạc có vị trí vô cùng cao trong đông y. 4. Phương pháp bổ thận tự nhiên tốt nhất. Phương pháp thứ nhất, úp tay bổ thận. Mỗi đêm trước khi ngủ, bạn lấy hai lòng bàn tay tựa lên vùng thắt lưng. Ở tư thế nằm ngửa trên giường, từ 5 đến 10 phút sau, nhiệt sẽ từ từ lan tỏa khắp toàn thân. Lúc đầu, hai tay của bạn bị thắt lưng đè lên sẽ có cảm giác bị tê. Thế nhưng từ 3 đến 5 ngày sau, khi đã quen thì sẽ không còn cảm giác tê nữa. Hai chân sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, linh hoạt. Dù là buổi tối hay ban ngày, chỉ cần là đang nằm trên giường, nếu như bạn kiên trì sử dụng hai mu bàn tay ép lên hai thắt lưng trong nửa giờ, bạn sẽ thấy được hiệu quả kỳ diệu của phương pháp úp tay bổ thận. Phương pháp thứ hai, xoa bóp lỗ tai. Thận khai khiếu ra tai, thường xuyên xoa bóp hai tai sẽ có tác dụng cường thận, dưỡng thận. Khi xoa bóp, hai tay cầm nhẹ vào vành tai, chà sát đến khi tai nóng lên và tỏa nhiệt, sau đó mới nắm chặt vành tai và thả lỏng. Mỗi ngày, bạn nên thực hiện từ 2 đến 3 lần, mỗi lần khoảng 20 phút. Liệu pháp này sẽ giúp tăng cường tuần hoàn máu và kiện toàn chức năng thận. Phương pháp thứ 3, ngâm chân. Mỗi đêm, bạn sử dụng nước nóng để ngâm chân, sau đó xoa sát nhiều lần huyệt dũng tuyền dưới lòng bàn chân. Hoặc bạn cũng có thể vỗ huyệt thận du, các ngón tay chụm lại, lòng bàn tay khum thành nơi chứa khí, vỗ lên huyệt thận du sẽ phát ra tiếng kêu như tiếng vỗ tay thì hiệu quả sẽ càng tốt. Phương pháp thứ 4, luyện tập khí công. Lý luận về cơ thể con người trong khí công gắn liền với học thuyết âm dương và ngũ hành của đạo gia, coi thân thể người là một hệ thống được nuôi dưỡng bằng một loại năng lượng còn gọi là khí thông qua các kênh năng lượng được gọi là kinh lạc. Khí chạy trong các kênh phải đạt được sự cân bằng âm dương, đầy đủ, dịch chuyển tự do nhưng đúng hướng. Khi dòng năng lượng trong kinh lạc không được thông suốt sẽ khiến cho cơ thể của bạn bị mắc bệnh. Chỗ nào tắc nghẽn, chỗ đó có thể phát viêm, đau, suy giảm chức năng, kết sỏi như sỏi thận, sỏi gan, sỏi mật. Các bài tập khí công sẽ có tác dụng đánh thông các dòng năng lượng để hồi phục lại sự điều hòa và cân bằng trong cơ thể. Điều này cũng bao gồm việc thiết lập lại sự cân bằng giữa âm dương và ngũ hành trong cơ thể. Khi các kinh mạch được khai thông và điều hòa thì người ta sẽ đảo ngược được các vấn đề bệnh tật, bao gồm cả bệnh thận. Ngoài ra, để giữ gìn sức khỏe cho thận, bạn cũng nên lưu ý đến thói quen sinh hoạt hàng ngày. Ví dụ như không nhịn tiểu, uống đủ nước lọc, không nên ăn quá mặn, hạn chế rượu bia, thịt đỏ, đồng thời kết hợp ngủ sớm, dậy sớm. Như vậy, không chỉ cường thận mà thực ra còn tốt cho sức khỏe toàn cơ thể. Từ xa xưa, các bậc tiên hiền đã sáng tạo ra nhiều phương pháp dưỡng sinh để giúp cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai. Gọi là phương pháp dưỡng sinh, thế nhưng thực chất chúng đơn giản là việc bạn xây dựng, rèn luyện cho mình một lối sống lành mạnh, điều độ như là sống chan hòa với thiên nhiên, tu tâm dưỡng tính, ăn uống hợp lý để giúp điều hòa khí huyết, cân bằng âm dương trong cơ thể để kéo dài tuổi thọ. Tiếp theo chương trình, mời quý khán giả lắng nghe 9 tinh hoa dưỡng sinh của người xưa giúp sống khỏe mạnh, an lạc suốt đời. Thứ nhất, dưỡng sinh kinh lạc. Hệ thống kinh lạc chạy khắp cơ thể, tuy mắt thường không nhìn thấy. Kinh lạc giúp cho sự vận động chuyển khí huyết giữa các tạng phủ và tổ chức của cơ thể diễn ra bình thường, thông suốt. Với quan điểm thông bất thống, kinh lạc thông thì không đau. Thông kinh lạc là cách đơn giản nhất để kích thích cơ thể phòng và chống các bệnh tật.
người xưa dùng thuật châm cứu, xoa bóp, tẩm quất, rác hơi, vỗ đập rất hiệu quả. Đặc biệt, hằng ngày bạn nên xây ấn 3 huyệt quan trọng là huyệt nội quan, huyệt hợp cốc và huyệt túc tam lý. Huyệt hợp cốc nằm ở giữa ngón cái và ngón trỏ, chữa cảm sốt, các bệnh ngũ quan. Huyệt nội quan nằm ở cổ tay, tốt cho tim và giấc ngủ. Và huyệt túc tam lý nằm ở chân là huyệt bổ toàn thân, đặc biệt hỗ trợ bộ máy tiêu hóa. Thứ hai, dưỡng sinh tĩnh. Dưỡng sinh tĩnh thần chiếm vị trí rất quan trọng trong dưỡng sinh truyền thống. Người xưa cho rằng thần là thống trị của sự sống, giữ cho thần khí tĩnh lặng, tâm lý cân bằng mới có thể nuôi nguyên khí. Thiền chính là đỉnh cao của dưỡng sinh tĩnh, ngũ tạng hòa yên góp phần chống bệnh tật, nâng cao sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Ngược lại, nóng giận hại gan, vui buồn quá hại tâm, suy tư hại tỳ, ưu buồn hại phổi, hoảng sợ hại thận. Thứ ba, dưỡng sinh động. Người xưa cho rằng nước suối thường xuyên chảy thì sạch, người thường xuyên vận động thì khỏe. Cổ nhân đã tìm tòi và hình thành các cách dưỡng sinh động như xoa bóp, thái cực quyền, dịch cân kinh, nhiều động tác võ thuật mô phỏng hành động của các muông thú như ngũ cầm hí. Nếu ít vận động thì cơ nhão, bệu, khí huyết ứ trệ dễ sinh bệnh, nhưng vận động quá sức, lao động quá vất vả sẽ dẫn đến lao thương. Nhìn lâu thì hại huyết, đứng lâu hại xương, nằm lâu hại khí, ngồi nhiều hại cơ, đi nhiều hại gân. Thứ tư, dưỡng sinh tẩm bổ. Khi cơ thể suy nhược, hư lao hoặc mới ốm dậy thì việc tẩm bổ là rất cần thiết. Người xưa coi trọng việc bồi bổ bằng các bài thuốc đông y, bổ ngũ tạng, bổ khí huyết. Tẩm bổ giúp cơ thể hồi phục, tăng khả năng chống lại bệnh tật, trường thọ. Tuy nhiên, tẩm bổ cần vừa phải, cần lương y xác định đúng thể trạng để bồi bổ thích hợp. Ngoài ra, còn phải thích hợp với 4 mùa, ví dụ mùa xuân bổ gan, mùa hè bổ tâm, mùa thu bổ phổi, mùa đông bổ thận. Thứ năm, dưỡng sinh ẩm thực. Ăn uống hợp lý có thể điều hòa khí huyết, cân bằng âm dương trong cơ thể kéo dài tuổi thọ. Muốn chữa bệnh, trước hết cần bổ tỳ vị. Khí tiên thiên là do cha mẹ truyền cho, khí hậu thiên là lấy từ thức ăn bên ngoài. Hai loại khí này bổ trợ cho nhau và thống nhất trong cơ thể. Nhiều loại thức ăn cũng là vị thuốc, thức ăn phải được nhai kỹ, vừa giảm thiểu bệnh đường ruột, vừa tăng hấp thu dinh dưỡng. Tuy nhiên, không nên ăn quá no, quá nhiều chất bổ. Thức ăn không tiêu hóa được biến thành độc tố. Thỉnh thoảng ăn một bữa cháo hoặc rau quả cho nhẹ người. Ẩm thực cần vệ sinh, đa dạng, thức ăn có ngũ cốc, ngũ quả, ngũ sắc, ngũ vị để cơ thể đủ dưỡng chất và lực phủ ngũ tạng không bị mất cân bằng, sinh bệnh. Thứ sáu, dưỡng sinh củng cố khí huyết. Người xưa cho rằng khí huyết là phần tinh hoa trong các chất dinh dưỡng, là nền tảng vật chất cho sự sống. Ngũ tạng lục phủ được khí huyết nuôi dưỡng mới duy trì được chức năng bình thường. Cả nam lẫn nữ, nếu dục vọng quá độ, khí huyết hao mòn, răng rụng, tóc bạc, chóng lão suy. Không nên sinh hoạt tình dục sớm, biết kiềm chế dục vọng sẽ giúp khí huyết được hưng vượng, cơ thể sung sức dài lâu. Thứ bảy, dưỡng sinh tu thân. Muốn khỏe mạnh trường thọ cần bắt đầu từ tu thân. Tâm hồn hướng thượng, sống ngay thẳng, lành mạnh. Cần biết sửa mình để hoàn thiện nhân cách, thêm bạn, bớt thù, lấy đức báo oán, ít tham vọng cá nhân làm con người thanh thản. Thường ngày nói lời hay, làm việc thiện, cõi lòng rộng mở, con người điềm đạm thư thái, tâm trạng ổn định thì khí huyết ổn định, rất tốt cho sức khỏe. Người xưa nói, nhân giả thọ, có nghĩa người nhân đức thường sống lâu. Thứ 8. Dưỡng sinh theo mùa. Một năm có 4 mùa, 8 tiết khí. Các loài động thực vật cũng nương theo quy luật của đất trời mà sinh trưởng, bảo tồn. Xuân sinh, hạ trưởng, thu liễm, đông tàng. Có nghĩa mùa xuân sinh sôi, mùa hạ trưởng thành, mùa thu thu liễm, đông tàng giữ. Người xưa đã đúc kết những kinh nghiệm từ ăn, uống, mặc, ở, ngủ nghỉ, đi lại, phòng dịch bệnh theo mùa trong năm. Thời tiết nóng quá hoặc lạnh quá đều cần kiêng kỵ chuyện phòng the. Mùa hè nên ăn thanh đạm, ăn cháo để bù nước. Mùa đông ăn thêm gia vị có tính ấm như gừng tươi.
đêm đông ngâm chân nước ấm trước khi đi ngủ còn tốt hơn uống thuốc bổ. Điều tiết sinh hoạt theo môi trường từng mùa giúp cơ thể thích ứng với các thay đổi và nâng cao được thể trạng. Thứ 9. Dưỡng sinh giải độc. Độc có nội độc và ngoại độc. Nếu tâm lý thất thường, thất tình, lục dục, đặc biệt là sân hận sẽ làm cho cơ thể phát sinh độc tố, thậm chí lâu ngày còn kết u bướu trong nội tạng. Ngoại độc là do phong tà xâm nhập, thức ăn, nước uống, không khí bị ô nhiễm theo miệng mũi vào cơ thể. Vì vậy, cần tránh giận dữ, hận thù, u uất, căng thẳng tự mình thiêu đốt mình. Thực hiện vệ sinh ăn ở, khi cần có thể dùng các thứ thuốc như nhuận tràng, thanh nhiệt giải độc, các liệu pháp dân gian như trích lễ, cạo gió, xông lá thơm. Uống đủ nước, uống trà xanh, ăn đậu xanh cũng có những tác dụng giải độc nhất định. Dưỡng sinh là phương pháp rất tốt cho sức khỏe, giúp con người phòng tránh và đẩy lùi nhiều bệnh tật như tim mạch, huyết áp, tiểu đường. Các phương pháp dưỡng sinh đều hướng tới việc giữ gìn và nâng cao nguyên khí, giúp tăng cường thể chất và nâng cao tuổi thọ. Cơ sở khoa học của dưỡng sinh là giúp con người khỏe mạnh, giữ được cân bằng âm dương trong cơ thể với môi trường và vũ trụ. Tuy nhiên, trong vận động dưỡng sinh, các bạn cũng cần phải chú trọng cả về vận động cơ bắp và vận động tinh thần để các bài tập có thể phát huy tối đa công dụng. Đến đây thì chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Quý khán giả đừng quên đón xem các thông tin sức khỏe ý nghĩa có trên Sống An Lạc mỗi ngày để ủng hộ chúng tôi nhé. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.